bảo lộc. Ok, chơi anh em Foreigner Raptor leo đèo bảo lộc 2.0, 213 mã lực, 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp, lấy chuyển số cộng trừ sau vô lăng. Đang chạy chế độ D, chế độ bình thường, chế độ 1 cầu. Không cần sử dụng chế độ Sport hay là chế độ M hay là lấy chuyển số, đang chạy rất là bình thường. Ok anh em xem Foreigner Raptor vượt đèo bảo lộc bao nhiêu phút ha. Giờ tính sao trên thời gian ha. Anh em để mấy gương cầu lồi ha. Cái gương này quan trọng lắm á. Số tự động 10 cấp làm quá tốt về phân bố tỷ số truyền. Gần như là mình đạp ga là không có độ trễ trên ga luôn và không cần về số luôn. Vận tốc nào số đó. Chứ nó không có ở lưng chừng mà xe nó phải điều khiển là về số. Đó là cái ưu điểm của hộp số 10 cấp. Các bạn ít phải về số. Xe nó ít phải về số. Tại vì cái moment bao nhiêu, cái lực kéo của xe cần hết bao nhiêu thì cái đúng cái số đó là nó đáp ứng được luôn. Chứ các bạn đi những cái hộp số ít cấp á, ví dụ như nó nằm ở lưng chừng số 3 và số 4 á, thì các bạn đạp ga tăng tốc á, nó sẽ về số 3. Còn hộp số 10 cấp là khỏi cần. Để số 3 là tăng tốc là số 3 luôn. Đó, nó hay vậy đó. Thật ra con đèo này mình đi xe máy thì nhiều lắm rồi. Nhưng mà ô tô mà mình tự lái á, chắc đây là lần đầu tiên á. Đây là lần đầu tiên. Bỏ cua cả gối cho anh em xem rồi. Giờ chạy từ từ. Nãy giờ bỏ cua cả gối mấy lần luôn anh em. Trước là khúc cua không được vượt. Khi nào mà lên đích, phía trước là đường tương đối thẳng và mình có thể quan sát được khoảng 200m thì mình sẽ vượt. Còn không thì mình cứ từ từ. An toàn là trên hết. Xe khách chợ vượt
Tom the word thì được thông thoáng qua nét đích về nét đích. Chạy xe hơi dễ quá bạn, quá hay dễ luôn. Trước mặt là khúc cua tèo, khúc này rất gấp. Xe bán tải mà nó làm rất là tốt cái việc ổn định thân xe. Mình cua mà cảm giác nó không có bị nghiêng ngửa nhiều. Một chiếc xe để chơi. Mình đi được 2/3 đèo Bảo Lộc rồi.
km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.